bản Nantena Wirachon, đạo diễn Sara Yung Yong, với sự tham gia của các diễn viên chính Chirenang Manochem trong vai Soi Sổn Nào, Thana Sutti Kamon trong vai Bí Thun, Bunjapon Bunpipak trong vai Penny, và Thẩm Thông Rương Chay Đi trong vai Yothin, Nakcha Zaka trong vai Lúc Sổn, Thăng Thanakon trong vai Bật, Kawi Tăng Gia Ra Rất trong vai Nớp, Khanumbim Thanapip Cha Con trong vai Căng La Gia, Ivorin Chương Chớp trong vai Đảm Tơi, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy không phù hợp với nhân tình chút nào đâu. Tôi phải đầu tư thêm. Dạ em sẽ. Tiền sẽ xử lý được hết. Tất cả những gì mà chồng muốn thì vợ phải ủng hộ chứ. Mày không phải con của Băng Lương, và mày không có quyền được đứng ở đây. Bởi vì chú không xứng đáng. Chú Bật, buông Sỏn ra. Tao là người xứng đáng. Cô không giết Băng Lương, tôi mới là người giết anh ta. Sợ bà ngoại cho con cổ phần mà con làm bệnh viện phá sản, bà ngoại sẽ buồn đó. Cổ phần? Để Soi đánh giá giá trị cho. Chúc mừng sinh nhật cô. Anh biết sinh nhật tôi sao? Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới năm thứ 25. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Em sao rồi? Là hoa hồng mà em thích nữa, có vui không? Em thích lắm luôn đó anh. Hôm nay ta sẽ đi ăn mừng ở đâu đây? Penny đặt trước ha. Anh muốn tự nấu hơn. Tự nấu hả? Hôm nay là ngày đặc biệt mà, sao có thể như những ngày thường được. Tối gặp nhau ở nhà nha em. Dạ. Hôm nay chủ tịch Yuwa Web rảnh rang sao? Sao lại gọi cho tôi như vậy? Lúc đầu tôi định tối nay rủ cô đi ra ngoài ăn tối cùng với tôi. Tối nay sao? Nhưng mà chắc là không được rồi. Bởi vì hôm nay chính là ngày kỷ niệm ngày cưới 25 năm của tôi và anh Pí Thun. Anh Pí Thun sẽ làm đầu bếp, đích thân nấu bữa tối cho tôi đó. Thật là tiếc quá đi, nếu không thì chúng ta đã gặp nhau rồi ha. Chúc mừng cô nha. Tôi nghĩ đêm nay sẽ là một đêm thật đặc biệt của cô đó. Chúc cô mãi mãi hạnh phúc thật nhiều nha. Cô cũng như vậy nha. Được. Nó gọi để thách thức mình đây nè. Nó đã chắc chắn là mình và Bí Thun đã qua lại. Em nghe.
sự hồi hộp mà không ai làm được sao? Tôi sẽ chờ xem. Có ngon không? Là món bít tết ngon nhất mà Penny đã từng ăn đó anh. Ăn tráng miệng nha. Không ăn nổi nữa đâu, Penny no lắm rồi. Sao tự nhiên Penny thấy buồn ngủ quá đi mất? Sao em ngủ sớm quá vậy? Uống thêm đi. Penny. Penny. Chuyện hồi hộp mà anh nói, làm cho tôi hồi hộp thật đó. Chào buổi sáng em yêu. Đêm qua Penny ngủ từ lúc nào vậy anh? Penny không nhớ được gì hết à? Chắc em uống hơi nhiều một chút đó mà. Mà sáng nay chồng yêu của Penny đẹp trai quá đi. Em nhanh chóng đi tắm đi kìa, hôm nay chúng ta hợp đó. Ngày quan trọng của anh đúng không? Anh đúng. Đừng...
Bác sĩ ơi, chuyện thuốc điều trị ung thư của anh Pí Thun, theo các nghiên cứu cho thấy, tính năng và công năng không khác gì thuốc chúng ta đang dùng hết. Cho dù hai loại thuốc đó không có khác nhau gì, nhưng thuốc mới có tác dụng tốt hơn đối với các bệnh nhân. Chúng ta phải chọn điều tốt nhất cho người bệnh chứ. Chọn điều tốt nhất sao bác sĩ? Tôi đã đọc những báo cáo của nó, tính năng và các tác dụng phụ của nó không khác gì thuốc cũ hết. Nhưng mà giá thuốc phải trả là cao gấp 3 lần lận. Nó có xứng đáng để mà bệnh nhân trả thêm nhiều tiền như vậy không? Còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa, nếu họ tự nguyện thì không có vấn đề gì hết. Nếu như bác sĩ là người giới thiệu thì dù thế nào bệnh nhân cũng sẽ tin lời của bác sĩ thôi. Và tôi tin là bác sĩ ở bệnh viện này đều sẵn sàng chuyển sang dùng thuốc mới. Tùy thuộc tính năng của thuốc nữa. Tùy thuộc vào phần trăm. Tùy thuộc vào phần trăm. Phần trăm mà tôi nói không phải là tác dụng của thuốc. Bác sĩ Nope, cơm để anh ăn mỗi ngày phải dùng tiền mới mua được đó. Lý tưởng không có no bụng được đâu. Anh đang phá hủy hệ thống điều trị đó. Anh làm cho cả ngàn bệnh nhân ở Uawet phải gánh thêm chi phí điều trị không cần thiết. Bác sĩ điều trị bệnh nhân cần phải kê đơn thuốc để trị bệnh. Nếu cứ kê đơn như vậy thì không phải chúng ta đang bị suy đồi đạo đức về nghề nghiệp hay sao? Nếu như thuốc này được chọn, không phải chỉ có một mình tôi, vẫn còn nhiều bác sĩ khác và dược sĩ sẵn sàng bỏ phiếu chọn cho loại thuốc này. Nếu thầy là người ủng hộ thì chắc rằng những người khác cũng sẽ ủng hộ thôi. Cậu có vấn đề với quyết định của tôi sao? Tôi biết là đạo đức nghề nghiệp không ăn được, nhưng nhất định chúng ta phải có. Chúng ta phải vì lợi ích của bệnh nhân hơn là lợi ích của bản thân mình. Thầy từng dạy tôi như vậy có phải vậy không? Mà sao bây giờ thầy lại thay đổi rồi? Đạo đức nghề nghiệp không có nuôi sống mình được đâu. Anh nói hoàn toàn không có gì sai, nhưng mà chúng ta nên có lương tâm. Anh không có lương tâm hay sao? Mời mọi người bỏ phiếu việc nhập loại thuốc mới của khoa điều trị ung thư. Bốn phiếu chọn, số phiếu không chọn là 5. Nếu vậy thì... Khoan đã. Tôi đồng ý với việc nhập thuốc mới. Tám phiếu chọn, một phiếu không chọn. Quyết định nhập thuốc mới vào hệ thống ngân hàng thuốc của Uawet được thông qua. Hệ thống trực tuyến chắc là có vấn đề rồi. Tôi phải tới nhà cô chủ. Ừ, được. Kiểm tra nhanh nha. Dạ. Anh đi đâu vậy? Ồ, anh đi tiễn bác sĩ Bridget. Ông ấy rất là hài lòng đó em à. Hy vọng thuốc này mang lại lợi nhuận cao cho chúng ta. Em có biết là anh đang rất tự tin hay không? Anh sẽ tổ chức hội thảo toàn quốc cho các bác sĩ để ra mắt loại thuốc này một cách chính thức. Tới lúc đó thì em không cần phải hỗ trợ anh nữa. Sao em lại nhìn anh như vậy chứ? À, tại em thấy rất vui mừng vì chồng của em sẽ thành công. Nhìn thấy được nụ cười của anh, em cũng thấy hạnh phúc theo đó. Em sẽ thấy tự hào về anh cho coi. Nè, anh định đi đâu vậy hả?
Ờ, anh định vào văn phòng đó mà, chuẩn bị cho buổi hội thảo. Có gì sao em? Không có gì. Vậy gặp em ở nhà nha. Dạ. Tôi đã đưa thuốc vào du qua quýt. Chúc mừng anh nha. Chúng ta phải ăn mừng. Để cho buổi hội thảo xong xuôi đã, thuốc phải được mọi người đồng loạt biết tới. Tôi muốn là anh phải hết mình về công việc. Tôi có được thưởng gì khi làm hết mình không? Tôi đã chuẩn bị phần thưởng đặc biệt cho anh rồi. Đảm bảo anh sẽ không quên được đâu. Chuẩn bị phòng spa cho mình đi. Mình muốn tâm sự với bạn gái của mình. Penny, hôm nay cô có rảnh không? Mạnh tay ở chỗ này một chút đi. Vết đó là của ai vậy hả? Từ một người đặc biệt đó. Người đó là bác sĩ Nốt hay là... Cô đã chọn được ai chưa? Ai là người phù hợp với cô vậy? Vẫn chưa được. Đàn ông là vậy đó, lúc đầu nhìn ai cũng tốt hết. Nhưng mà từ việc tôi nhìn thấy người ta chọn nhầm người rồi, giống như là sống không bằng chết, thì tôi không muốn trở thành người đau khổ đâu. Tôi nghĩ không phải chọn nhầm người đâu, mà họ chọn có người mà họ yêu ở bên cạnh mà thôi. Kể cả khi họ biết rõ kết quả của nó không hề tốt đẹp gì, nhưng mà tình yêu nó làm cho họ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người không có giống nhau đâu. Vậy nên tình yêu đối với tôi không có đúng, không có sai, chỉ có yêu. Và sẽ không bao giờ chấp nhận mất nó vào tay một người nào hết. Đáng suy nghĩ lắm. Tôi cũng tò mò muốn biết là người phụ nữ họ sẽ có thể chịu đựng được người đàn ông mà họ yêu tới mức nào đi. Có thể nhiều hơn cô nghĩ đó. Bây giờ cô hãy thử yêu một người chân thành đi. Rồi sau đó cô sẽ biết được cô có thể chịu đựng được tới mức nào. Phải xem người đàn ông đó có thể hiện được bản thân của họ đáng giá như vậy không đã. Tôi chưa từng hỏi bản thân mình như vậy bao giờ hết. Bởi vì cứ mỗi lần mà anh ấy ngoại tình thì tôi lại phát hiện ra được tôi chính là người tốt nhất đối với anh ấy. Anh ấy sẽ giãy đuôi rồi quay về tìm tôi thôi. Cô luôn là người chiến thắng có phải không? Đây là một câu nói vô cùng chính xác đối với tôi. Cô thấy sao hả? Hoàn toàn đúng. We'll be right back.
Vậy cô đi trước đi ha. Được rồi. Sao hả? Sao mà chậm chạp dữ vậy hả? Tôi tới nhà của cô chủ rồi. Ơ, có chuyện gì? Tôi vào trong lấy giấy tờ cho cô chủ. Nếu xong rồi thì đi mua rượu giùm tôi. À, dạ. Gửi cho tôi ngay đi con. Tôi nghĩ là cô chủ... Gửi cho tôi đi con. Dạ. Này lắm đó, nhìn nó rất ngu ngốc. Cô có cả một cái sừng dài mọc ở trên đầu kia kìa. Cô sống như một con trâu cho tôi cha đạp cả sáng và tối. Thật là thỏa mãn quá mà. Người đẹp sao? Người giỏi giang sao? Chỉ là đồ ngu. Con xô xổ. Tao sẽ giết chết mày. Tao giết mày. Cô Benny, cô bị làm sao vậy? Không có gì. Tại sao cô lại muốn giúp tôi và anh Bí Thun xây dựng trung tâm trị bệnh phổi vậy? Tôi đã nói là tôi muốn làm bạn với cô mà. Vì cô là thần tượng của tôi, nhờ cô mà tôi mới có ngày hôm nay. Tôi cũng rất mừng vì mình đã đủ tốt để có thể tạo động lực cho cô. Có rất nhiều người ghen tị với tôi, nhưng mà không có ai làm được gì tôi hết. Có lẽ là vì tôi chính là bản chính thức, chứ không phải là một kẻ đua đòi. Vậy là cô biết bản thân của mình có gì tốt nên mới tự tin mình đủ tốt. Điểm tốt nhất của tôi có lẽ là chuyện nghiêm túc trong công việc, yêu gia đình, không phản bội người đã tin tưởng mình. Nếu như mà có ai đó muốn học theo tôi á, thì tôi cũng rất muốn họ biết cách chọn cái để mà học. Nhưng mà đôi khi người học, họ chọn theo kinh nghiệm của bản thân. Điều mà họ trải qua, nó đẹp
hay xấu mà thôi. Không đâu, nó tùy thuộc vào việc họ có biết đâu là tốt, đâu là xấu hay không. Cô cũng nghĩ như vậy chứ. Có chuyện gì sao? Sao hôm nay cô lại nghiêm túc vậy? Chắc do tôi ngủ hơi ít một chút nên hơi nhức đầu thôi. Chắc là ăn mừng kỷ niệm ngày cưới hơi lớn rồi đúng không? Hết mình luôn đúng không? Cần tôi xử lý theo cách cũ không? Không, không cần. Nó dẫm lên trên mặt tôi. Nếu như muốn tôi đối xử với nó như lũ đàn bà trẻ tiền kia thì tôi đã xử nó ở spa ngay lúc đó rồi. Vậy cô chủ tính sao đây? Chuyện của Lisa đi điều tra sao rồi? Công ty của cô Lisa mới đăng ký 3 tháng trước. Chỉ một mình cô Lisa là chủ công ty thôi, không hề có cổ đông và cũng không có bất cứ liên quan gì tới cô Soi Sổn về mặt giấy tờ và pháp luật. Không có liên quan gì hết hả? Nhưng có chuyện lạ là tôi điều tra được là khoảng thời gian Lisa ở nước ngoài thì thấy cái này. Có cái gì lạ đâu. Cô Lisa cờ bạc nợ mấy chục triệu bạc lận, vừa bị đuổi đánh vừa bị truy đuổi. Nghĩ lại, cô Lisa làm gì có đủ tiền mà mở công ty vậy? Đây là giấy tờ đăng ký của công ty Love Paradise. Chúc mừng chị đã trở thành bà chủ tịch. Chị cảm ơn Soi Sổn nhiều lắm. Chị đã giúp chị mọi việc. Chúng ta là chị em tốt mà chị. Ồ, còn giấy dây tiền thì sao? Không cần thiết đâu chị. Soi tin tưởng chị mà. Không được đâu mà, chị ngại với Soi Sổn. Chị muốn làm mọi thứ đúng theo luật. Nếu chị thật sự thấy cần thì cũng được thôi. Còn đây là hợp đồng vay mượn 100 triệu bạc. Chị quá đi đang nghĩ gì vậy? Chị chưa từng làm việc một cách nghiêm túc. Thời gian qua, mẹ và Benny đã làm cho chị. Nghĩ đi nghĩ lại, chị sợ nếu như không làm được thì... Công việc kinh doanh nhiều mạo hiểm. Cơ hội lãi cao, phá sản cũng sẽ dễ. Nhưng Soi kiểm tra rủi ro cho chị được. Chị quá đi không dám mạo hiểm. Đồng nghĩa với chị không làm gì hết. Và sẽ không có gì trong tay. Thật đáng tiếc khi muốn làm nhưng mà lại không làm. Chị tự mình đánh mất cơ hội tốt này đó. Chị tin Soi đi. Tin vào kinh nghiệm thất bại rồi đứng dậy không biết bao nhiêu lần trong 19 năm qua của Soi đi. Soi sẽ không để cho chị thất bại đâu. Dù chị có là người tiêu tiền giỏi đi nữa, nhưng nợ 100 triệu bạc, nếu có sai sót chị sợ là Soi Sổn sẽ có chuyện không hay. Chị cũng biết giá trị cổ phần mà chị có nhiều hơn hợp đồng này cả chục lần mà.
Nếu như chị ngã thật, Soi tin chị sẽ ngã trên nệm. Kinh doanh mà không liều, chúng ta làm sao mà biết được mùi vị của thành công có hình dáng ra sao chứ? Hãy nghĩ tới ngày ra mắt resort, ngày mà ánh mắt mọi người nhìn chị với sự ngỡ ngàng. Xin chào dì Quá Đi. Xin chào. Chuyện công ty đã xong xuôi rồi có phải không? Xong rồi. Vậy chúng ta bắt đầu làm luôn nha. Tài khoản của Yuwa Web, làm giấy tờ xin được giải ngân và gửi giấy tờ quyết định xây trung tâm điều trị bệnh phổi, tất cả đều bắt đầu trong tháng này. Ngày động thổ xây dựng phải là 2 tháng nữa đúng không? Và sắp tới sẽ có lễ ra mắt mô hình của trung tâm điều trị bệnh phổi. Xem ra bên Bayom đang cố gắng thúc đẩy chuyển tiền của chúng ta thật nhanh. Bên Bayom có biết chuyện của cậu hay không? Bất ngờ phải không? Tôi cảm thấy chán quá, cho nên mới ghé qua nói chuyện với cô một chút. Có phải chuyện do cần phải thỏa thuận nhanh về thời gian không? Tại sao phải vội vàng vậy? Tôi đang rất muốn công việc tiến triển nhanh hơn một chút. Và anh Pí Thun chuẩn bị ra mắt thị trường loại thuốc mới rồi, nên tôi muốn tạo dựng danh tiếng cho anh ấy. Cô không có vấn đề gì chứ, nếu như thúc đẩy công việc nhanh hơn? Không có gì, sớm hay muộn thì cũng phải làm thôi mà. Có lẽ nhìn hơi ích kỷ một chút, nhưng mà tất cả tôi làm đều là vì anh Pí Thun. Được chứ. Cho dù thế nào thì bạn bè cũng phải giúp nhau. Chuyện của bạn cũng giống như là chuyện của mình. Chồng của tôi cũng giống như là chồng của bạn vậy. Tôi có cảm giác như là việc lần này cô không bị tổn thất mà chỉ có mình tôi được hưởng. Tôi không thích nghĩ tới chuyện được và mất đâu. Tôi nghĩ chuyện bạn bè giúp đỡ nhau là tấm lòng mà chúng ta nên dành cho nhau thôi. Tôi thật sự rất là cảm động. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là tôi sẽ có người bạn thân như những người khác cho tới khi gặp cô. Cảm ơn cô nhiều lắm nha, vì cô đã cho tôi nhiều trải nghiệm rất khó quên. Tôi có việc này rất cần cô giúp đỡ. Nhìn đi, cô nghĩ xem nơi này như thế nào hả? Được đó, vị trí rất tốt, tiện đi lại và đẹp nữa. Nhưng mà cô mua để làm gì? Là quà cho anh Pí Thun đó. Tôi tin là thuốc mà anh ấy đang làm sẽ nhanh chóng thành công thôi. Vì vậy cho nên tôi mới muốn mua làm quà tặng cho sự thành công của anh ấy. Và cái ngày chính thức ra mắt thuốc mới, tôi sẽ tới ăn tối với anh ấy ở tại đây, vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ là chắc sẽ có thêm thi vị, và tôi sẽ làm cho anh ấy đam mê mãnh liệt nhất. Cô nghĩ như thế nào? Tôi lâu rồi không có cảm giác như thế này, kể từ khi chồng tôi mất, nên tôi mới không... Tôi xin lỗi cô nha, bởi vì cô không có quyền để nghĩ những chuyện này. Không có người tình của mình,
cho nên mới không cần phải nghĩ tới chuyện dùng những thứ cùng với người yêu. Cái gì mà tôi đã cho người khác rồi? Một khi đã rời khỏi tay tôi thì không còn là của tôi. Tôi không quan tâm đâu. Nhưng mà tôi quan tâm. Tất cả mọi thứ phải là của tôi. Từng cái áo, từng chiếc xe, từng căn nhà mà tôi đã đưa cho Phí Thun. Bởi vì tôi không muốn anh ấy thua kém ai hết. Và anh ấy phải tự hào khi đứng ở bên cạnh tôi. Nên những gì mà tôi cho, anh ấy phải dùng với tôi, chứ không phải đi dùng cùng với người khác. Xin lỗi cô nha. Cứ mỗi lần nói chuyện này, lúc nào tôi cũng muốn nổi điên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã. Xin phép mình nói chuyện sau ha. Được rồi. Cô Sôi Sổn. Cô Bình đi. Anh Bí Thuần tới rồi nè. Anh Bí Thuần tới đúng lúc quá ha, lại đúng giờ nữa. Nè, đang có Sôi Sổn ở đây đó. Bọn em là bạn của nhau mà, không nghĩ nhiều đâu. Có đúng vậy không? Phải. Chờ em chút nha. Anh Bí Thun, Penny đã mua chỗ này tặng cho anh đó. Sắp tới Penny sẽ chuyển nó sang tên của anh luôn. Cảm ơn em nha. Anh Thun không cần gây bất ngờ làm gì, chỉ cần anh vui là được. Anh ấy sẽ có thêm động lực. Có đúng không hả chồng yêu? Chồng sao? Nghĩ là mình thắng rồi khoe khoang mình là chủ nhân, trong khi nó là cái loại mặt dày đi cướp đồ của mình. Cậu muốn anh ta hả? Cậu giận làm gì? Cậu muốn giành lại Bí Thun hay cậu giận vì bị bên Ba Giom trêu ngươi hả? Cậu nghĩ mình muốn giành lại cái tên khốn nạn đó sao? Cậu vẫn nói tới chuyện chủ nhân, chuyện người tới trước tới sau mà. Nếu như không phải vì cậu nuối tiếc, vậy là do cậu còn yêu hắn ta, thì điều đó có nghĩa là gì? Danh dự đó. Chứng minh bằng cách giành đàn ông đó hả? Nó sẽ lấy lại được danh dự cho cậu thật hay sao? Cậu cũng biết những gì mình làm không phải là mình muốn giành hay là muốn có, là vì bên Ba Dơm cô ta không muốn mất Bí Thun. Cậu biết rõ mà gia, mình đã từng làm gì với hai người đó. Cho nên cậu không nên hỏi mình những câu hỏi như vậy, có đúng không? Đúng. Mình biết hết tất cả những gì mà cậu đang làm. Và mình tin là cậu đã té đau thì phải nhớ lâu. Cậu phải nhớ Bí Thun đã làm gì cậu. Hay là cô đã biết chuyện của cậu với Bí Thun? Nhưng mà tôi vẫn là lựa chọn số 1 của em đúng không? Anh nghĩ rằng mình đã đủ tốt để trở thành lựa chọn của tôi hay chưa? Mình đã ngủ với nhau rồi đó. Nhưng anh có giá trị gì không? Chú sẽ ly dị. Kết hôn với anh nha. Penny đi Nhật 3 ngày, ngày mai mình đi ăn mừng đi. Địa điểm có thú vị không? Mẹ, chính tay tôi sẽ giết chết nó. Con đàn bà ngu. Con sói.
Minh đi, đã đừng, Minh đi, anh biết thua đừng đánh cô ấy, anh biết thua, Minh đi, dừng, dừng đi. On thì tua chân, như trong thì hứa chạy, thì thăm bên rèn, thì chân sẽ đang thật cả chạy. Yak chờ để quan ra, yak mi con khao chạy, lao man như ngày. Thì chân thầm bay thương xia chạy cứ rú tua đi và thầm tua mi mướn khay chụp khu tu rai mi khơi chơi khá khay sức giang lòng thầm tua em và thì chân thầm bay phưa khay bật chót tua em thầm rái tua em.